Đi ăn buffet lẩu rau nấm thả ga chỉ từ 89k. Thật ra thì Lưu cũng đã có video giới thiệu về chỗ này rồi, nhưng lần này thì Lưu biết Lạc Buffet vừa mở thêm chi nhánh mới tại Tân Phú nên là ghé sang đây xem sao. Không gian vẫn theo phong cách nhà gỗ mộc mạc và có phần rộng hơn để có thể phục vụ được nhiều khách hơn. Vừa bước vào các bạn sẽ thấy ngay quầy line đa dạng với các loại rau nấm tươi xanh mơn mởn, có cả không gian trên lầu rộng và rất là thoáng, và cũng sẽ có quầy line ở trên này luôn nha. Một thiên đường rau với hơn 20 loại khác nhau, có thể kể đến như là rau muống, rau mộc tơi, xà lách, cải thìa, cải ngọt, cải kheo, thiên lý, bí nụ, súp lơ, cải bó xôi, bông cải xanh, bông cải trắng, vân vân. Rồi còn phải kể đến các loại nấm như là nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm ngọc châm, nấm ngọc tẩm, vân vân. Ngoài ra thì còn có rất nhiều loại rau củ quả khác nhau: bắp non, cải chua, bí ngòi, đậu bắp, bạc hà, bông thiên lý, còn có mì gói, mì rau củ. Tại đây cũng sẽ có 4 loại nước uống, và đặc biệt khác với hai chi nhánh còn lại, chi nhánh Tân Phú sẽ có thêm trà saffron, một loại trà rất tốt cho sức khỏe, và sẽ có một quầy nước chấm siêu hấp dẫn phù hợp cho các bạn có thể ăn chay lẫn ăn mặn. Và để bữa ăn đa dạng hơn thì Lưu có gọi thêm một số đồ ăn như là các viên thả lẩu chay, rồi còn có thịt bò và một số loại hải sản như là tôm, nghêu, mực. Còn nói về nước lẩu thì các bạn sẽ được chọn 2 trong 6 loại nước lẩu. Đợt trước thì Lưu ăn lẩu Thái với lẩu nấm, còn lần này thì Lưu chọn lẩu tâm dâm với lại lẩu thảo mộc. Đối với lẩu tâm dâm sẽ có hương vị chua nhẹ, cay cay một chút xíu và thơm hương vị mùi xả. Đối lập là vị thanh tao từ lẩu thảo mộc, thêm một ít nấm đông trùng với lại táo tàu, và cả hai vị trên đều sẽ được nêm nếm rất là vừa phải, để khi các bạn cho đồ ăn vào và chấm thêm với một ít nước chấm sẽ tạo nên tổng thể hương vị cân bằng. Còn nói về các nguyên liệu như rau nấm hay viên thả lẩu, kể cả thịt và hải sản, Lưu đánh giá là tươi, ngon và phù hợp với chất lượng. Thật ra thì hôm mà Lưu đi ăn lẩu, quán cũng rất là đông, quay lại thì liên tục hết và các bạn nhân viên phải phiêu lên liên tục, nên chắc chắn đồ ăn sẽ phải tươi mới mỗi ngày. Thưởng thức các món mặn xong, mọi người có thể thử các món tráng miệng tại đây. Gói buffet tráng miệng siêu hạt dẻ chỉ có 29k thôi. Và nếu như các bạn đang muốn tìm một địa điểm để thưởng thức buffet lẩu rau nấm với giá phải chăng thì có thể thử tham khảo chỗ này nha. Và đây là Lạc Buffet lẩu rau nấm. Lạc Buffet thì có rất nhiều chi nhánh, Lưu sẽ để tại đây để các bạn dễ dàng xem và coi coi chỗ nào gần nhà thì đi thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video.